Con nghe giảng của thầy Ấn Quang Đại sư dạy là khi nhà có người lâm chung thì cứ để im mà niệm Phật để thần thức tách khỏi thể xác, sau 8 tiếng đồng hồ rồi mới thay đồ, thì là tốt. Nhưng con lại nghe bài giảng của thầy khác lại nói là khi nhà có người lâm chung thì lại phải thay đồ sạch sẽ ngay, không thì người đó khó chịu và nổi sân. Vậy hai bài giảng này làm theo bài giảng nào để người lâm chung này siêu thoát? Câu hỏi này tôi xin khẳng định luôn, đây là tôi khẳng định luôn là bài giảng của Ngài Ấn Quang Đại sư là đúng, còn bài giảng của vị sư ở sau mà Phật tử nghe là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Không chỉ Ngài Ấn Quang nói, mà trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải đem kinh Phật để giải thích cũng nói rất rõ về điều này. Nói rằng con người ta khi lâm chung, thần thức á, nó còn đang gì hoang mang, đang lo sợ. Các tế bào trong cơ thể của chúng ta nó chưa hoàn toàn chết hẳn, cho nên khi đó cái thần thức á, thì vẫn còn ở trong thân, cho nên nó vẫn còn cảm nhận được gì ạ? Được cái sự vi tế, cảm nhận được cái sự đau khổ về thể xác. Họ không muốn chúng ta làm phiền. Vì vậy mà trong á, Luận Đại Trí Độ nói rằng á, cái người thân chúng ta mới chết mà chúng ta khóc lóc, kể lể thì làm cho tâm của cái người chết đó gì? Lo sợ và rung động, dao động. Ví dụ như là vợ chồng yêu thương nhau, mà lúc đó gì? Con cái vợ chồng yêu thương càng yêu thương nhau, mà chúng ta càng kể lể thì gì ạ? Ôi anh ơi, sao anh bỏ em mà đi sớm thế? Vân vân và vân vân đó, thì làm cho cái thần thức của cái người chồng ấy, hoặc người vợ ấy, hoặc người con ấy, hoặc người cha, người mẹ ấy không nỡ để bỏ người thân của mình ra đi. Cho nên lúc đó có niệm Phật cốc cốc đi chăng nữa, bảo thôi, bảo ra khỏi thân để đi, A-di-đà Phật có đến đi chăng nữa, vì đó cũng rất khó để đi đầu thai, khó để đi gì? Đi vãng sinh. Quanh quanh quẩn quẩn ở trong cái thân xác ấy, 7, 7, 49 ngày cũng bắt buộc phải ra đi. Nhưng ra đi là lúc đó ở đâu? Phần lớn là ở trong gì? Nếu tạo ba nghiệp ác thì thần thức lôi vào trong ba đường ác rồi. Nghiệp dẫn vào trong ba đường ác, thần thức đó vào ba đường ác rồi, không nói làm gì nữa. Làm việc cực thiện thì có thể được về trời, về người trong vòng một thời gian nhất định nào đó, trong vòng 49 ngày trở lại, không nói làm gì nữa. Nhưng thiện ác chưa phân, thần thức ấy sẽ quanh quẩn ở bên cái thây chết đấy. Đem đi thiêu thì gì? Quanh quẩn ở trong nấm tro ấy. Đem đi chôn thì quanh quẩn ở dưới gì? Dưới nấm mồ ấy. Hết 49 ngày, thần thức bắt buộc phải đi gì? Đi đầu, đi gì? Đi thoát hóa. Vì một cái cảnh giới bền lâu hơn, đó là gì? Ở thế gian chúng ta gọi là gì? Mà. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Có những ngôi mộ là gì? Đứa trẻ nó đến thì chỉ cần gì ạ? Nó ngồi vào, nó tè bậy lên đó, hoặc là gì? Nó lấy cái đất hay nó ném đấy thôi, ngay lập tức thì về sốt sình sịch lên, có vấn đề ngay. Làm sao? Vì cái ngôi mộ đó là gì? Có chủ. Chủ là ai? Chủ chính là những thần thức, những vong linh ấy, hoặc là những gì? Những quỷ thần mượn cái ngôi mộ ấy là nhà của họ. Cho nên nay chúng ta đến phá nhà của họ, bôi bẩn lên nhà của họ, tè bậy lên nhà của họ, thì đương nhiên họ gì? Họ giận và họ oánh cho chúng ta một trận thôi. Còn có những ngôi mộ chúng ta thấy đào bới, quăng quật cũng chẳng sao, vô tư, vì thần thức họ đã đi rồi, đấy chỉ là nắm xương khô nữa thôi, không còn cái gì cả. Cho nên đào bới không ảnh hưởng gì. Nhưng mà chúng ta biết ở cái thế gian này, trong cái thời điểm bây giờ, chúng ta thấy con người chúng ta thì thiện ác, cái gì chúng ta cũng làm hết trơn đó. Cái gì cũng làm. Ăn thịt, uống rượu, nói sai sự thật, nói lời hung ác, nói lời gian dối, nói lời lừa đảo. Cái gì chúng ta cũng có hết trơn. Có không? Có. Cái gì cũng có. Tham sân si có không? Có. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ có không? Có hết luôn.
chúng ta có hết luôn. Cho nên sau khi chết đi, thần thức của chúng ta thì sẽ bị đọa vào những đường xấu ác. Nhưng mà đổi lại, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta bây giờ, các tôn giáo được tự do hoạt động ở trên khắp thế giới, trong đó có đạo Phật chúng ta. Mà đại đa số các tôn giáo, đặc biệt các tôn giáo lớn, các tôn giáo chính thống, có những vị giáo chủ có đường lối tu học, giáo lý, giáo luật đàng hoàng, thì đại đa số các tôn giáo ấy đều dạy con người ta hướng đến cái gì? Cái thiện, hướng đến việc làm thiện. Cho nên á, chúng ta làm ác, đáng lẽ lý ra là phải đọa đường ác, nhưng bây giờ chúng ta gì? Lại hướng đến gì? Hướng đến làm thiện, để sám hối nghiệp chướng, để hướng đến làm cái việc thiện, như bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân, như các Phật tử của chúng ta. Nó tiêu cái nghiệp chướng xấu ác trước đây chúng ta làm, tăng trưởng công đức thiện chúng ta lên. Cho nên bây giờ sau khi chết đi, chưa đủ cái gì tín tâm và công đức niệm Phật để vãng sinh Tây Phương, thần thức chúng ta thường là mang mang ở trong gì? Thế giới này. Thiện chưa đủ để đi về cõi trời, cõi người, cũng chưa, đặc biệt là chưa đủ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ác thì coi gì? Trước đây, nếu như trước đây chưa biết tu thiền, chưa biết tu tập, chưa quy Tam Bảo, chưa biết đến chùa tụng kinh, lễ Phật, làm lễ Vu Lan, hướng thiện như thế này á, thì đáng lẽ ra gì? Chúng ta chết đi một cái là vào ba đường ác luôn. Nhưng biết làm những việc thiện như thế này và nhiều việc thiện hơn nữa ở thế gian, giúp đỡ người nghèo, trung thành với Tổ quốc, làm những việc lợi ích cho dân, cho nước, vân vân, đấy đều là những việc tâm đức cả, việc thiện cả. Cân đối thiện ác bây giờ gì? Chưa quyết định. Cho nên trong Kinh Địa Tạng mới nói gì? Sau khi con người ta chết đi, có một cái biển, gọi là biển gì? Biển nghiệp. Những người mà chết đi thì thường thường là, nếu mà chưa được thoát hóa đầu thai á, thì thần thức của chúng ta nặng nặng một chút á, thì vào cái biển đó, gọi là biển nghiệp đó, cứ trôi lăn lặn hụp ở trong cái biển đó. Biển đó gọi là biển nghiệp. Vào đó trong vòng gì? 49 ngày chúng ta cứ ở trong đó đấy. Cứ hết 7 ngày cái thần thức đi gì? Trung âm thân nó lại sinh ra một trong trung âm thân khác, lại bơi lăn lặn hụp ở trong cái gì? Cái biển đấy. Nhưng còn chúng ta có phúc báo hơn một chút á, thì chúng ta còn gì ạ? Còn được ở nhà, còn được ngoài gì? Ở ngoài bái tha ma nghĩa địa, lúc thì về nhà thăm gì người thân, lúc thì đến nhà thăm bạn, thăm họ hàng, thăm mẹ con, thăm thân. Lúc thì gì? Thăm họ, nhỏ có nhận ra mình không? Không, thế mới đau. Cái điểm mà gì? Đau nhất của những người thọ thân trung ấm đó gì? Về thăm người thân, nhớ lắm. Nếu là vợ muốn ôm chồng, với chồng muốn ôm vợ vào lòng để gì? Nhưng mà gì, mình đến thì ôm vợ, nhưng mà thấy vợ mình gì? Vụt qua mình, ôm chồng thấy chồng mình qua mình, thương con muốn gì? Ôm đứa con vào lòng, muốn ôm đứa con gì? Con đi vụt qua mình, cho nên đau khổ nhân lên gấp bội là cái chỗ đó. Đấy. Và trong Luận Đại Trí Độ nói 49 ngày, cái thần thức ấy, trung ấm thân đấy, nó không thể nào mà được sinh lại một thân thứ 8 nữa, mà cho nên bắt buộc lúc đó phải đi đầu thai. Mà đầu thai thì chưa đủ công đức để lên làm người, làm trời, cũng chưa đủ, cái việc ác nó cũng chưa đến nỗi để phải đi vào ngạ quỷ, địa ngục súc sinh. Cho nên khi đó, trong Luận Đại Trí Độ nói gì? Một cái luồng ánh sáng, cái nơi mà họ đầu thai vào đó, đó có thể là chính là cái ngôi mộ của họ, có thể là chính là gì ạ? Cái hòn đá, chính là gốc cây, chính là gì? Thậm chí là con ốc sên thối. Chết rồi á các quý vị, thấy tỏa ra một luồng ánh sáng, và cái thần thức của người đó vào đó, xin nhập vào đó rồi thì gì? Không thể quay ra được nữa, và họ coi đó là ngôi nhà của họ. Cho nên sở dĩ mà người dân tộc Việt Nam của chúng ta có cái tục lệ mà gì? Hàng năm chuẩn bị đến ngày giỗ, ngày Tết, thường đi ra mộ để thắp hương, để kêu ông bà, ông bà tổ tiên, các cụ, các kỳ về ăn Tết với con, ăn giỗ với gì? Với con, với cháu. Vì sao lại có cái tục ấy? Vì e rằng người thân của chúng ta chưa được đi gì? Đi thoát hóa đầu thai.
Và cái lễ Vu Lan tháng 7 của Đạo Phật của chúng ta, ai là người khởi xướng đầu tiên các quý vị biết không? Ai? Sư ông Thịnh có đúng không? Phải không? Nếu phải cho một chàng pháo tay. Ôi rồi nào, ba phải nè. Đúng là ba phải nè. Tôi là người khởi xướng lên lễ Vu Lan à? Đúng không? Sai. Tất cả những người vỗ tay lúc nãy là gì ạ? Sai. Ai là người khởi xướng? Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên là người đầu tiên bạch Phật. Và Phật là người gì? Người nói ra pháp hội Vu Lan này. Vu Lan là gì? Chữ Vu Lan là phiên âm từ tiếng Phạm, tiếng Sanskrit đó, tiếng Phạm âm đó. Dịch ra tiếng Trung Quốc là gì? Là giải đảo huyền. Giải đảo huyền. Giải có nghĩa là gì? Là cởi. Là cởi. Chứ giải có nghĩa là cởi. Chứ đảo này là gì? Là quay lộn lại, quay ngược lại và đảo. Chứ huyền đó, chứ huyền có nghĩa là màu đen, là tăm tối. Nó tượng trưng gì? Nghĩa của nghĩa bóng của nó là gì? Nghĩa bóng của nó là gì? Là đau khổ. Giải đảo huyền. Cho nên người Việt Nam của chúng ta dịch cái từ giải đảo huyền của từ Vu Lan của Trung Quốc á, thành gì ạ? Là cởi trói cho người bị cái tội khổ treo gì? Treo ngược. Treo ngược tức là sao? Tức là treo chân lên trời và cho đầu xuống gì? Xuống đất. Con người bình thường của chúng ta đầu phải hướng lên, lên trời và chân còn đạp xuống dưới gì? Dưới đất thì mới được tự do, tự tại. Nay đem gì? Đem chéo, đem trói gì? Trói chân và treo ngược lên, chân lên trời, đầu xuống đất. Có được tự do, tự tại không các quý vị? Không. Vậy người đó có khổ đau không? Có. Cho nên đem cởi trói cho người bị treo ngược, cho họ đứng chân xuống đất, đầu hướng lên trời, cho họ bước đi tự do, tự tại, có vui không? Vui. Cho nên cái từ Vu Lan Bồn, chữ bồn á, nó có cái bộ huyết, nó có bộ mãnh có nghĩa là máu, có nghĩa là gì? Một chậu máu, một chậu máu ở trong đó, chữ bồn á, Vu Lan Bồn, nói đầy đủ về Vu Lan Bồn. Dịch cho tiếng Trung Quốc là giải đạo huyền, tiếng Việt Nam chúng ta là cởi trói cho những người, cho những tội nhân đang chịu cái khổ bị treo gì? Treo ngược. Vậy về duyên khởi của lễ Vu Lan chúng ta đều biết rồi đúng không? Đều biết là do tôn giả Mục Kiền Liên có bà mẹ tên là gì? Thanh Đề. Lúc còn sống thì làm rất nhiều việc xấu ác, nói những lời gì dối trá sai sự thật, làm những việc như sát sinh hại Phật để tế bái quỷ thần và gì ăn uống nhậu nhẹt với nhau linh đình. Tôn giả Mục Kiền Liên theo Phật xuất gia, mấy năm sau, hơn chục, hai ba chục năm sau đắc đạo, về thăm mẹ và muốn độ cho mẹ. Mẹ mình nghe tin là gì? Tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ to lớn, cho nên phát nguyện với gì? Từ nơi tinh xá, ngày ở với Đức Phật đó, đi về quê hương của mình là gì? Phát nguyện là tam bộ nhất bái. Tức là bước ba bước, lễ một bước để đem công đức đấy để hồi hướng, lễ Phật một lễ để đem công đức đấy hồi hướng cho mẹ của mình. Trải qua một thời gian mấy tháng đi như thế, khi về gần đến làng, thì người dân trong làng thấy tôn giả Mục Kiền Liên về thì nhận ra và hỏi rằng á, thưa tôn giả, không biết tôn giả làm sao vì cái nhân duyên gì lại vừa đi vừa lễ như thế. Tôn giả Mục Liên mới nói rằng tôi vì gì ạ? Xuất gia xa cha mẹ, cha thì mất từ lâu, mẹ thì cũng xa mấy chục năm nay. Bây giờ thì học được giáo pháp từ nơi Đức Như Lai rồi, bây giờ mới về thăm lại mẹ. Chỉ mong là gì đem công đức tam bộ nhất bái, tức là ba bước lễ một lễ, lễ Phật một lễ này á, đem công đức đó để hồi hướng cho mẹ hiền. Mong cho mẹ thì sớm được học, sớm gặp được Phật pháp, có niềm tin với Tam Bảo và sau này sớm được, sau khi xả bỏ báo thân, sớm được sinh thiên. Người trong làng mới nói với tôn giả là
Ô, từ khi Ngài xuất gia, mẹ của Ngài ở nhà ăn uống linh đình, sát sinh hại vật, ăn tế bái quỷ thần, ăn uống linh đình hết ngày này qua tháng khác. Sống thì coi thường những kẻ ăn người ở, chửi mắng, đánh đập họ, không tiếc một cái từ gì xấu ác để chửi bới họ cả. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe xong ấy, chỉ mong cái điều đó không phải. Nhưng vẫn gì, vẫn tam bộ nhất bái. Mấy ngày nữa thì về gần tới nhà. Mẹ của Ngài biết là con trai gần về tới nhà thì đem dọn dẹp nhà cửa rồi vân vân. Và bảo các vị Bà La Môn, các vị thầy tu tà đạo kia bảo thôi tạm lánh đi mấy hôm, con trai tôi về thăm nhà. Cho nên dọn dẹp làm như là gì, từ cái chỗ sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần, ăn uống linh đình ra, bây giờ thì bà chuẩn bị bảo gia nhân ở trong nhà phải dọn dẹp sạch sẽ, quét nhà, quét cửa và toàn cúng dường gì ạ, chay tịnh thôi. Chư Tăng đi qua cửa nhà thì mang ra, mang đồ ra để cúng. Còn trước đây Chư Tăng đến đến trước cửa xin khất thực, bà đem đuổi đi, đánh đi, đuổi đi. Sai gia nhân đem đuổi đi đánh cho. Vì nào mà cứ đứng ở đó thì đem gì, thả chó ra để cho đuổi. Thậm chí là còn chửi bới nguyền rủa, quay thường Chư Tăng nữa, không việc ác gì không làm. Nhưng nay con đi về thì hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, chào hỏi xã giao xong thì thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là nét mặt là hơi khang khác. Mẹ mới hỏi tại sao con về gặp mẹ mà mặt nét mặt lại không vui. Mục Liên mới kể cho mẹ nghe là con đến đầu làng với hôm trước nghe người dân nói mẹ như thế như thế. Thì mẹ mới bảo là tại sao con không tin mẹ mà con lại tin mấy người dân làm gì? Hay con không tin hỏi gia nhân mà xem? Nhưng thực tế bà dặn gia nhân là phải nói gì? Nói tất cả những điều tốt đẹp về bà chứ không được nói cái xấu. Nghe gia nhân nói, Tôn giả Mục Kiền Liên gì, vì Ngài có thần thông nhưng mà Ngài không được dùng thần thông để sao? Để quan sát về lời nói mẹ của mình. Nếu mà Ngài dùng thần thông để xem, để xét đó, thì có nghĩa là gì ạ? Ngài phạm vào cái tội là gì? Cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu. Mẹ mình còn không tin thì tin ai? Cho nên nhất quyết không dùng thần thông, không dùng tha tâm thông để xem mẹ mình nói dối hay là nói thật. Nhất quyết không dùng. Cho nên chúng ta biết thần thông trong Phật giáo không phải lúc nào cũng dùng. Không phải ai có cũng lôi ra dùng đâu. Đấy chỉ là phương tiện thôi. Cứu kính vẫn là gì? Phải là đạo đức và trí tuệ. Đấy là cái gì? Cái đích hướng tới niết bàn của người tu, chứ không phải là thần thông các quý vị. Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên gì, không dùng thần thông để quan sát lời dạy, lời nói của mẹ mình. Nhưng mà nét mặt của Ngài gì, vẫn có một cái điều gì đó. Mình nói là Ngài buồn thì không đúng, với A-la-hán đâu còn buồn nữa. Nhưng mà một cái điều gì đó gì, ưu tư. Tức là lo lắng không phải cho Ngài mà lo lắng chính cho gì? Cho mẹ mình vậy. Bà Thanh Đề thấy trên nét mặt của con trai mình còn một điều gì đó chưa được thoải mái, chưa thực sự được gì hoan hỷ. Cho nên bà mới thì nói rằng thề, cất cái lời thề độc là gì? Mẹ mà nói sai với con thì mẹ gì? Mẹ thề với con tất cả những lời mẹ nói là gì? Đúng sự thật. Còn những người nói ở ngoài đầu làng với con kia là gì? Là sai đó. Mẹ mà nói sai á, thì nguyện cho mẹ gì? Thịt nát xương tan, chết ngay gì? Tại chỗ. Nghe mẹ thề độc như thế thì Tôn giả Mục Kiền Liên gì? Vững vàng niềm tin và gì? Và dắt mẹ vào nhà. Hai mẹ con vừa bước được vài bước qua sân. Bà Thanh Đề á, một chân vừa bước vào khỏi ngưỡng cửa, một chân vẫn còn ở bên ngoài. Tức là chân trong, chân ngoài ngưỡng cửa chính ngôi nhà của mình. Thì liền là mình bây giờ gọi là bị trúng gì? Bị trúng gió, bị xuất huyết gì? Xuất huyết mạch máu não. Và máu ở trong gì? Trong miệng, trong mũi, trong mắt, trong tai của bà tự nhiên cứ ồng ộc chảy ra. Và bà gì? Bà chết ngay ở trong tay, vòng tay của người con trai của mình là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên lúc đó không biết làm thế nào cả. Ở lại làm tang cho mẹ xong, tang ra cho mẹ xong xuôi, liền là đi về tinh xá.
Ngài nhớ đến mẹ, ngồi thiền định dùng thần thông đi khắp các cõi trời, cõi người, không tìm thấy mẹ đâu. Đi khắp các cõi gì? Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng chẳng thấy tâm hơi của mẹ đâu. Cho nên Ngài lo lắng, bất an, về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi rằng ông đã đi hết chưa? Trong vòng lục, trong cõi lục đạo chưa? Mục Kiền Liên là bạch Đức Thế Tôn, con đã đi hết. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, không thấy mẹ đâu. Đức Phật hỏi lại ông đã đi hết thật chưa? Mục Kiền Liên bạch với Đức Thế Tôn là duy nhất có một gì, có một tòa thành cao rộng lớn. Con dùng thần thông á, dùng đầu tiên là dùng gì? Dùng âm thanh rộng lớn á, để gọi cũng không thấy gì ai thưa. Dùng thần thông á, để mở cái cánh cửa đó không mở được, chỉ thấy một màu đen. Bức tường thì dày màu đen, không thấy cái gì hơn nữa cả. Không biết là ở nơi đó là nơi nào. Con dùng thần thông cũng không thể mở được cánh cửa, gọi không thấy ai thưa. Đức Phật mới bảo là gì? Vậy thì ông thì thử quay lại đó một lần nữa xem. Tôn giả Mục Kiền Liên gì? Bạch với Đức Thế Tôn là, bạch Đức Thế Tôn là con vào đó nhưng không gì ạ, gọi không thấy ai thưa, dùng thần thông không thể, thần lực không thể mở được cửa, thì đến đó cũng như thừa. Đức Phật mới bảo rằng thôi bây giờ thế này, thôi ông hãy đến, cầm gì, cái gậy tích trượng của ta, ông hãy đến đó, đứng trang nghiêm ở trước cái cánh cổng đó, lấy cái gậy đó giẫm xuống gì, giẫm ba lần nhẹ xuống dưới mặt đất, đó, ba lần cầm gậy tích trượng, rộng nhẹ xuống mặt đất ba lần như thế, thì cánh cửa sẽ từ từ mở ra. Lúc đó ông vào đó tìm xem có bà cụ ở trong đó không. Mục Kiền Liên nghe theo, làm y như vậy, xuống đứng trang nghiêm, giống cầm gậy tích trượng của Đức Thế Tôn cho ban cho đó, giống ba lần xuống, thì tự nhiên một cái cánh cửa từ từ mở ra, một ngục tốt từ trong đi ra hỏi gì chẳng hay, Bồ Tát, có chuyện gì mà đi tới đây? Mục Liên bảo là tôi đi gì? Tìm gì? Tìm mẹ. Ngục tốt hỏi rằng á, chẳng hay mẹ của Ngài có tên là gì? Ngài nói mẹ tôi tên là Thanh Đề. Ngục tốt bảo rằng á, Thanh Đề ở trong này có rất nhiều tội nhân, không hay là Thanh Đề Nam hay Thanh Đề, Thanh Đề quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, chết vào ngày tháng năm nào? Tôn giả Mục Kiền Liên thọ Thanh Đề, có thì chồng là như thế, có con là như thế, sống ở đâu, ngày tháng năm sinh ngày nào, ngày tháng năm mất ra sao, nghiệp chướng khi còn sống thế nào. Ngục tốt bảo là có đấy, nếu mà như thế trong này có một Thanh Đề đang ở trong, chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục này đấy. Mục Kiền Liên mới đi xin đi theo. Ngục tốt thì dẫn thì đi một hồi thì đến thấy một bà cụ già, thân thể cháy xém, cháy đen ra, đau khổ gì, kêu la thảm thiết. Thấy Mục Kiền Liên đến thì bà Thanh Đề nhận ngay, biết ra ngay thì gì, đây chính là con mình rồi. Cho nên vội vã gì, chạy lại, để muốn chạy ôm con, nhưng thì vừa đứng dậy bước đi vài bước thì cái xiềng xích tự nhiên ở do nghiệp cảm mà nó giằng lại, làm cho bà đau đớn. Tôn giả Mục Kiền Liên xin với Ngục Tốt thì được vào thăm mẹ. Ngục Tốt nể tình Mục Liên, biết là Mục Liên là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên cũng nể tình mở cửa ra cho hai mẹ con gặp nhau chút xíu thôi ha. Cho nên hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nghe mẹ nói rằng ở đây khổ lắm, ngày đêm trông ngóng gì, trông ngóng con đến để cứu giúp, bảo lãnh cho mẹ sớm được ra ngoài. Nhưng tại sao lâu thế, con bây giờ mới ra? Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng thưa mẹ, sau khi làm tang cho mẹ xong, về tới tinh xá con vội vàng dùng thiền định để đi tìm mẹ khắp các nơi không thấy. Nay được gì? Ơn nhờ Đức Thế Tôn ban cho cây gậy tích trượng của Ngài,
xuống đây thì mới mở được ngục này, mới vào thăm được mẹ. Mẹ kêu là gì? Con ơi, đói lắm, có gì ăn không? Mục Liên đó, nghe mẹ nói như vậy thì sẵn trên đường đi đó, thì ngài thì có các Phật tử họ vừa cúng dường được chút cơm để còn để ở trong bát chưa ăn, cho nên đó, liền là lấy trong gì, trong cái túi ra bát cơm của ngài liền đưa cho mẹ. Thanh Đề đó, tay cầm bát cơm vừa ngửi thấy mùi cơm, bao nhiêu những chúng sinh tội khổ trong địa ngục đó, cho tôi ăn với, cho tôi với, cho tôi với. Nghe sợ chưa? Đói lắm. Bao nhiêu những cánh tay chìa ra qua cái khe cửa, cái khe, cái song sắt ở trong A Tỳ địa ngục đều chìa ra mà đòi gì, nhau nhau đòi ăn. Thanh Đề thì nghĩ ngay lên một cái niềm là gì? Cái tâm tham vẫn gì? Vẫn còn. Cho dù khổ trong địa ngục nhưng tham tâm vẫn chưa trừ hết. Cho nên á, bà nghĩ là một bát cơm nhỏ như thế này, hàng bao nhiêu nghìn vạn cánh tay đưa ra bảo cho tôi, xin với tôi, đói lắm, vân vân. Nếu mà mình cho chia mỗi người một hạt cơm còn không đủ, mà bụng mình thì đang gì? Đang thì rất là đói. Cho nên á, bà gì khởi cái tâm xấu là gì? Nếu cho chia cho mỗi người một hạt còn chưa đủ, cho nên thôi, thà rằng là gì? Để lại ăn tất cho đỡ đói. Cho nên á, một tay thì bưng bát, lấy cái vạt áo để che, còn một tay thì vốc cơm cho vào miệng. Vì cái gì? Cái nghiệp cảm của cực ác của tội nhân ở trong đó, cũng như cái tâm tham của bà chưa trừ, cho nên á, cơm vừa đưa vào miệng thì liền biến thành than, nuốt đến đâu thì cháy bỏng đến đó. Ở đây chúng ta có ai đã uống nước nóng chưa? Đã cảm nhận được cái sự uống nước nóng, uống đến đâu nghe nói gì? Nó chảy đến đó mà không dám nhổ ra vì có những bạn bè, có những người thân ở trước mặt chúng ta, nếu mà nhổ ra chúng ta mang tiếng cả đời. Bị chưa? Hay là có mình thầy bị cái đó? Ngày xưa tôi ở nhà cũng có vài lần bị như thế. Tôi nhớ có một lần đi thăm bạn, đến bạn rót chén nước ra mời uống. Đấy. Vừa cho lên miệng một cái gì, thấy mọi người uống được, mình cũng là làm một ngụm thật to. Uống vào rồi mới biết là nước đang rất là nóng. Nhổ ra thì không được, nuốt vào thì thật là nóng. Nhưng mà vẫn cứ phải gì? Cứ phải nuốt. Thà rằng chịu nóng chứ không chịu gì ạ. Thà chịu khổ chịu nóng chứ không thể chịu gì. Không chịu nhục, không chịu xấu hổ trước mặt mọi người. Cho nên nuốt vào đến đâu nghe nó gì ạ? Nói gì? Nói, may mà chưa đứt ruột, đứt gan. Nếu mà đứt ruột, đứt gan thì hôm nay tôi gì ạ? Thân thể của tôi mục ở dưới gì? 4 tấm dài, 2 tấm ngắn rồi các quý vị. Nhưng may là cái độ nóng của nó chắc chỉ khoảng 70-80 độ thôi. Nhưng mà nuốt đến đâu, biết đến đó. Nó vào tới trong bụng này vẫn nghe thấy nó gì ạ? Nó oánh nhau lục cục ở trong gì? Ở trong bụng ấy. Nó nóng xuống đến tận ở dưới dạ dày này này, tận gần đến rốn này này. Mà phải đến gì? 1-2 phút sau nó mới gì? Mới hết. Về cái miệng nó phỏng và đến hàng gì? Nửa tháng sau vẫn chưa khỏi. Không biết các vị có ai bị như thế chưa? Giơ tay xem nào. Hôm tôi hỏi thật, có ai bị như thế chưa? Giơ tay xem nào. Ôi giời, cũng khá nhiều người. Đó. Uống nước nóng thôi, mới có mấy chục độ thôi mà như thế. Còn này gì? Hòn sắt nóng. Chúng ta biết hoàn sắt nóng nó bao nhiêu độ không? Bao nhiêu? Học vật lý, à học gì? Vật lý hay cái gì nhỉ? Học cái gì? Học cái gì mà về nghiên cứu, mà về nung đỏ được sắt nó phải bao nhiêu độ á? Hả? Khóa học đúng không? Học khóa học. Khổ thân tôi có lớp 4 thôi, cho nên tôi, lớp 12 của tôi là học bổ túc đấy, cho nên các vị là biết là gì, cái đó tôi dốt lắm. Nhờ các vị nhắc cho là học khoa học đó không? Khoa học là gì? Muốn cho sắt nung đỏ ra nó phải bao nhiêu độ? Hả? 1000 độ C. Cơm biến thành sắt nóng 1000 độ C so với 70-80 độ C.
Cái nào nóng hơn các quý vị? Đương nhiên là sắt nóng rồi. Cho nên nó nuốt vào đến đâu nó cháy gì? Nó xèo xèo, nó cháy ruột gan của bà Thanh để đến đó. Nhưng mà nó có chết không? Không chết mới là hay, mới là lạ. Nếu mà chết luôn nữa thì gì? Thì nói làm gì nữa. Cho nên cái khổ ở trong địa ngục là gì? Chiêu cảm, muốn chết nó không chết cho. Gọi là muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Đấy, cái tội khổ ở trong đó như thế. Mà cho dù chết hết đi rồi á, trong kinh nói là gì? Một cơn gió xảo phong thổi tới, thân thể lại hoàn lại như cũ, lại chịu gì? Lại chịu tội, bắt đầu lại từ đầu như thế. Một ngày không biết mấy trăm, mấy nghìn lượt như thế. Khổ chưa? Hả? Tận cùng nỗi đau chưa? Tận cùng rồi đấy. Bây giờ các quý vị mới có chồng chửi, con mắng, khổ. Nhưng mà chưa phải là tận cùng của đau khổ đâu các quý vị. Tận cùng của đau khổ đó chính là gì? Những tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục đấy. Và ở trong các gì? Các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, trong 18 tầng địa ngục đó các quý vị. Đó mới là tận cùng nỗi đau. Nay chúng ta vợ phụ bạc, chồng lô đề cờ bạc, con gì bia điện tử cá độ vân vân là khổ. Nhưng cái khổ đó chúng ta vẫn có thể thoát ra được. Bằng cách nào? Chúng ta khuyên không được, bảo không được thì chúng ta gì? Lo tu để thoát khổ cho bản thân chúng ta. Thậm chí có những người gì lấy vào cái người ông chồng vũ phu, gái gú suốt ngày, cờ bạc rượu chè thâu đêm về đánh vợ chửi, đánh vợ đánh con. Chúng ta có cách thoát khổ không? Có. Pháp luật cho phép không? Có. Chỉ cần gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Làm gì? Ra tòa. Pháp luật gì? Bảo hộ chúng ta, bênh vực những lẽ phải, những cái đúng. Và gì? Làm chứng cho chúng ta. Mấy năm trước, mấy chục năm trước, làm chứng cho chúng ta thành vợ, thành chồng. Nhưng gặp cái ông chồng gì ạ? Bất lương, vũ phu. Nay tòa cũng sẽ làm gì ạ? Tòa sẽ làm chứng cho chúng ta là gì? Được thoát khổ. Được không? Được. Và chúng ta gì? Lo tu tập. Có một số Phật tử năm nay cũng khoảng độ tầm 40, 45, 50 gì đó, đến đây với chùa. Ngày đầu đến chùa thì gì? Lúc nào cũng thấy ủ rũ, khóc than, hỏi làm sao. Và ông chồng của con đi ngoại tỉnh, và vừa qua ông ấy về, ông ấy làm đơn, ông ấy bảo con ký vào. Đau khổ quá thầy ạ, con chỉ muốn chết thôi. Nói xong như thế lại hú 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 hú. Đấy, kiểu thế. Lại khóc. Lừa mãi gì? Mới nín. Nín xong nói được vài câu thì là gì? Kiểu thế. Đó. Đau khổ đến nỗi gì ạ? Đến cái nỗi là gì? Không thể nào mà cầm lòng được, kể cả trước mặt thầy mình, trước mặt đông người cũng không thể cầm lòng được nữa. Vì sao? Phát hiện được ông chồng bội bạc, phụ tình. Bao nhiêu lời yêu thương đắm đuối trước đây anh ấy gì? Theo mây, theo gió anh gì? Đi theo một cô gái mắt xanh màu đỏ hết. Khổ không? Khổ. Nhưng mà gì? Vẫn phải chia tay. Tôi bảo thế thì đừng có ký đơn. Bảo không ký đơn không được thầy ạ. Không ký đơn thì gì? Tòa họ vẫn gì? Giải quyết. Nếu như gì? Một bên làm đơn mà mấy lần mà bên mình không ký thì tòa vẫn gì? Xử vắng mặt. Vì anh đã sống với cô ấy như vợ, như chồng rồi. Mà thậm chí có một đứa gì? Một đứa con nữa rồi. Nay con mới phát hiện ra. Cho nên đau khổ quá. Cũng đành phải rồi. Thôi ký vào cái lá đơn. Vớt vát rồi gì? Ông lấy công ty thì bà còn được cái nhà. Vân vân và vân vân. Qua một thời gian đau khổ thì tìm cái gì? Tìm cửa Phật để tạm vui. Hoặc cứ đến cửa chùa đó để gì? Làm công quả để cho nó bớt gì? Mong cho nó bớt buồn. Nhưng không ngờ rằng á, học Phật mới chỉ được có 1-2 năm lại tìm được một cái niềm vui khác. Nó vui hơn là cái gì? Cái tình vợ chồng chăn gối ấm êm xưa kia. Đó là gì? Đó là tình đạo, tình bạn lữ. Tình đạo, tình bạn lữ với các bạn đồng tu. Tìm được niềm vui với các bạn đồng tu mỗi khi gì? Thứ bảy, chủ nhật được gì? Được lên chùa làm công quả. Những ngày thường gì? Sáng đi làm, dậy ngủ một cái không phải lo nấu cơm cho ông ăn ấy nữa,
không phải lo gì cơm nước pha trà cho ông ấy ăn mỗi khi buổi sáng nữa, ăn xong ông còn chửi. Dậy sáng, đánh răng rửa mặt xong lên chùa, ai nấy cung kính dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Xong rồi gì? Cốc 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 tụng kinh một tiếng hơn tiếng đồng hồ, hết khóa lễ, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, nguyện đem công đức này vân vân, xong rồi hết một cái, đi xuống gì? Dắt xe đi gì? Đi làm. Đi làm về, về lúc nào ăn lúc đấy, nồi cơm nấu cơm nấu ăn lúc đấy. Tự nhiên trước đây mình là con người gì ạ? Bị gò bó, gần như làm nô lệ cho gì? Cho ông chồng. Nhưng nay được mình được giải phóng, được tự do. Con cái gì? Nó cũng gì? Nó cũng hoan hỉ, ngoan ngoãn và chịu khó học giỏi hơn. Khi thấy mẹ không phiền não, không lo lắng và không gì, không căng thẳng, không chửi bới nó như trước đây nữa. Mẹ con gì bảo nhau sống hòa thuận hạnh phúc. Và bây giờ gì? Năm ngoái có mấy người nói với tôi và mới nói với tôi gì? May mà gì ạ? Cái ông chồng của con nó bội bạc, con mới gặp được Phật Pháp, con mới gặp được đạo tràng, con mới gặp được gì? Gặp được thầy, gặp được gì? Gặp được chính pháp để tu, không có bây giờ còn không biết con như thế nào. Vậy thì cái việc ông chồng bội bạc kia là phúc hay là họa các quý vị? Họa hay phúc? Ấy, các cụ người xưa nói trong họa tiềm mẩn cái gì? Cái phúc. Mà thường thường có người thì trong phúc lại tiềm mẩn cái gì? Cái họa. Cho nên họa phúc đều do chúng ta nhìn nhận mà thôi. Có rất nhiều người từ chỗ khổ đau mà tìm được bến đỗ tâm linh, đó là học Phật, nghe Pháp, tu tâm sửa tính, phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Một ngày nào đó công đức chúng ta gì ạ? Công đức chúng ta lớn lên, chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này đáng sống làm sao. Hạnh phúc không chỉ phải là gì ạ? Vợ chồng chăn ấm đệm êm, một ngôi nhà hai trái tim vàng mới là hạnh phúc. Mà hạnh phúc có rất nhiều cách để đạt được hạnh phúc, mỗi người một cái nhìn. Những người tu chúng tôi thì sống độc thân, sống cống hiến, sống vì chúng sinh, sống vì đạo pháp, sống vì chân tộc, đó là gì? Hạnh phúc. Người học Phật chúng ta nếu nhận ra cái điều đó, chúng ta ngoài cái việc lo cho gì mái ấm gia đình của chúng ta, còn gì ban trải tình thương khắp đến muôn loài chúng sinh, thì đó thì cũng là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không bó hẹp ở trong một cái gì, một cái lĩnh vực nào cả, tùy theo chúng ta nhìn nhận ra nó mà thôi. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta tu tập thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải gì ạ? Phải nghe Pháp. Tu học mà không nghe Pháp thì chúng ta ngày xưa các cụ nói gì? Tu mà không học là tu gì? Tu mù. Còn học mà không tu thì tăng trưởng gì? Tăng trưởng tri kiến ác. Tri kiến tức là gì? Tri là hay, là biết. Kiến là thấy. Tức là tăng trưởng cái thấy, cái biết gì? Ác. Tăng trưởng tri kiến ác, tức là tăng trưởng nuôi lớn những cái gì, những cái thấy biết xấu ác của chúng ta. Cho nên học mà không tu thì tăng trưởng tri kiến ác. Mới sáng nay có một người chửi tôi, tất nhiên không chửi bằng mặt, mới đăng cái cho các Phật tử tùy hỷ là cái gì, cái tôn tượng ở trên chùa Tản Viên chúng ta xây dựng. Xây dựng thì từ năm 2012 cơ, nhưng mà vì nhiều yếu tố khách quan cho nên chưa xong. Năm nay thì gì? Làm cả mấy năm cho đến năm nay thì xong. Thì chia sẻ cho mọi người biết là cái mà công đức, cái sự phát tâm của các Phật tử của chúng ta, người góp của, người góp công, có khi tận Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Nguyên, Thái Nguyên, rồi Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, tận trong miền Nam, Tây Nguyên đó, họ cũng gì bắt tàu đi máy bay ra để gì thành tâm
năm 700.000, 1 triệu, 2 triệu, thậm chí có người 100.000, có người 50.000, có người 10.000, có người 5.000 và cái hòm công đức để đóng bè tập phúc để rát gì? Để rát vàng cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ á. Xong rồi, rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Cho nên hôm rồi tôi lên thì tôi mới chụp mấy cái hình, quay mấy cái đoạn bằng cái điện thoại vừa của tôi thôi để đăng lên để cho các Phật tử chúng ta hoan hỉ. Nhưng có một ông thầy, một Phật tử gì đó ở Hải Dương, ông ấy đăng tin mà cái ông chửi là gì? Ông đăng tin, ông đang viết cái bình luận, ông chửi là nếu mà thầy muốn tu tập, đại ý là muốn tu tập đúng chính pháp, muốn giải thoát giác ngộ á, thì đừng có xây chùa to Phật lớn. Và xây chùa to Phật lớn là gì? Gọi là hảo tự ố tăng. Họ chửi như thế. Hảo tự chưa chắc đã là ố tăng. Câu nói ấy là câu nói gì ạ? Dành cho các bậc tôn túc trưởng lão để dạy các bậc sơ học, các bậc sơ cơ vừa học đạo hoặc những người khởi cái lòng tham mà thôi. Còn các quý vị biết mà, nếu mà bảo hào tự ố tăng thì A-di-đà Phật xây dựng lên thế giới Tây Phương để làm gì? Có đúng không? Hả? Ngài xây dựng lên Tây Phương, thế giới Tây Phương Cực Lạc, trải qua 21 vô số A-tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo để xây dựng lên một thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, thanh tịnh. Đất bằng thì bằng toàn bằng vàng gì? Vàng ròng. Ao báu, cây báu, vân vân đều toàn bằng gì ạ? Bằng thất bảo tạo nên. Lâu đài, điện các, cửu phẩm liên hoa, trang nghiêm đẹp đẽ, thọ mạng vô lượng, công đức vô biên, quang minh vô gì? Vô tận. Để làm gì các quý vị? Tại sao A-di-đà Phật không xây dựng một cái thế giới gì giống như thế giới Tây Phương của chúng ta đi, thế giới Sa Bà chúng ta đi, mà A-di-đà Phật phải xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc? Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại xây dựng lên một cái thế giới Sa Bà Uế Độ này? Ở giữa thế giới Sa Bà Uế Độ này không phải Thích Ca xây dựng lên, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật lại đến thế giới này để giáo hóa độ sinh. Còn A-di-đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Vương Phật và vô số các đức Phật ở quái tịnh độ khắp mười phương lại xây dựng lên các cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh như thế. Vì sao? Tất cả đều vì gì? Vì tâm nguyện của chúng sinh vậy. Vì lòng mong mỏi của chúng sinh vậy. Chúng sinh thì ai cũng mong gì ạ? Mong hoàn toàn là gì? Mình được thọ mạng, được hưởng cuộc sống an vui, đầm ấm và hạnh phúc. Có đúng không? Ai chúng ta, ai có cầu cho mình bị ai có lên lễ Phật mà cầu cho mình bị tai bay vạ gió, bị bệnh tật, bị gì ạ? Bị trúng gió rồi bị gì ạ? Bị chết yểu không? Có ai cầu như thế không? Tôi chắc chắn với các quý vị là không. Ai cũng cầu nguyện cho mình được cát bảo bình an, đúng không? Tại làm sao mà chúng ta lại đi chửi mắng là gì? Chửi mắng là những người xây chùa to Phật lớn là gì? Là hảo tự ố tăng. Ố tăng tức là gì? Nếu mà chùa to Phật lớn là đào tạo ra ông sư gì? Những ông sư gì? Ông sư xấu. Ố tăng tức là ông tăng cực xấu, cực ác. Đâu có phải vậy. Chúng ta biết nếu mà hảo tự ố tăng thì Đức Phật á, tại sao lại khi Ngài còn tại thế lại nhận cái tinh xá to lớn của tôn, của trưởng giả cấp Cô Độc? Có đúng không? Mà tôi đi sang Ấn Độ mà xem cái tinh xá của Ngài cấp Cô Độc á, xây dựng, xin thưa các quý vị á, nó lớn phải bằng gì ạ? Bằng 20 cái chùa Khai Nguyên của chúng ta này. Cái đất á, cái nền móng phải bằng 20 cái ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta này. Mà thường là chứa gì? Ít nhất là khoảng độ gì? 10 cho đến gì? Cho đến 20.000 vị tăng. Vì đi theo Đức Phật thường thường là có 1.250 vị mà. Còn những vị tăng thường trụ nữa và những vị tăng khách đến vãng lai nữa. Cho nên ít nhất cái tinh xá thường phải, tinh xá lớn á, như tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Trúc Lâm và một số các tinh xá khác khi Đức Phật còn tại thế thường là phải chứa ít nhất phải 5.000 người trở lên.
Mà đương nhiên phải rất là gì? Là lớn. Chùa lớn để đào tạo tăng tài, đào tạo các Phật tử tốt, thì chùa lớn đó có sai không? Không sai. Thời buổi này tôi nói các quý vị, tôi có thể gì ạ? Mời tất cả các Phật tử đến đây, trên không một mảnh gì ạ? Mảnh bạt, dưới không có một cái ghế. Các Phật tử có đến đây ngồi để hoan hỷ dự khóa tu được suốt cả 3 ngày trời nắng nóng như thế này không? Có không? Ai bảo có thì người đó là người vọng ngữ. Cho nên tất cả gì ạ? Các phương tiện ở thế gian mục đích chỉ là để nhằm phục vụ con gì? Phục vụ con người. Chùa to, Phật lớn cũng để phục vụ con người. Nhưng điều quan trọng đối với các quý thầy, các vị thầy trụ trì đó, xây chùa to Phật lớn để làm gì? Để xiển dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Thì cái chùa to Phật lớn ấy chính là những phương tiện thiện xảo để gì? Để dẫn dắt chúng sinh vào đạo vậy. Những chúng sinh bây giờ nó không như chúng sinh thời Đức Phật đâu các quý vị. Chúng sinh bây giờ chúng ta biết là gì? Đến chùa mà thấy ông sư ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặt mũi thì lấm lem, bẩn thỉu, chân lăn chân chỗ, quần áo tả tơi. Xin thưa các quý vị, vái nó còn chẳng thèm vái, chứ đừng nghĩ là gì nó ngồi nó nghe các quý vị nói pháp, ngồi nghe các thầy ấy giảng pháp, nghe các thầy ấy tụng kinh, nghe các thầy ấy nói đạo cho nó, đúng không? Đấy, đời nó thế. Thói đời bây giờ nó phải nhìn thấy cái gì ạ? Ồ, cái gì mà nó không làm được mà các thầy làm được nó mới kính. Đã thế đúng không? Ông thích thế đúng không? Tôi làm cho ông phải gì? Phải ngước mặt lên để nhìn là gì? Ông còn nhỏ bé như là một hạt cát. Còn cái việc mà gì ạ? Các tăng ni, các tín đồ Phật tử của chúng tôi làm đạo cái gì? Nó to như cả gì? Cả một nắm cát. Phương tiện. Tất cả đều là phương tiện. Nó đối trước một cái ngôi chùa sập sệ đổ nát, đối trước một cái ông sư ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, hôi hám. Các quý vị biết rằng có độ được cái tầng lớp tri thức không? Có không? Hay là một cái ông sư ăn mặc rách rưới bẩn thỉu hôi hám, một tháng không tắm đó, nửa tháng tắm một lần đó, có độ thì độ được mấy gì? Mấy bà già chầu mà thôi. Mấy bà già chầu là sao? Tức là mấy cụ già 70-80 tuổi cũng cái kiểu kiểu như thế mà thôi. Tầng lớp tri thức, tầng lớp thanh niên, rồi các bạn trẻ, nó tới chùa, bước vào chùa nó thấy một cái cảnh ảm đạm, điều hưu, cô quạnh. Người ta còn đến chùa lần thứ hai không các quý vị? Có không? Không có. Mà bây giờ nó thích là gì? Đến một ngôi chùa nào phải cảnh quan, phải gì rộng rãi, thoáng mát. Ngoài vào chùa lễ Phật xong rồi tôi ra phải có chỗ để nghỉ ngơi. Đấy, thầm không phải lấy trẻ đâu nhá. 60-70 tuổi các cụ bây giờ tiến bộ lắm. Mỗi người một cái gì điện thoại thông minh. Lễ Phật xong một cái ra đi quay phim, chụp ảnh, chụp choẹt là gì? Đăng lên Facebook, lên Zalo là khoe với con, với cháu, với bạn bè là gì? Còn hoành tráng hơn cả giới trẻ nữa cơ. Có không? Hay là tôi nói sai? 10 cụ thì bây giờ ít nhất phải 6-7 cụ là gì ạ? Dùng điện thoại thông minh như là gì lớp trẻ rồi. Thậm chí còn iPhone, thậm chí còn cầm cả cái iPad to đùng trên tay. Vừa đi vừa quay, vừa đi vừa nói chuyện với con cháu ở nhà nữa. Có không? Có. Cho nên cái sự phát triển của xã hội, sự phát triển của xã hội một phần nào đó rất lớn nó quyết định cái ý thức và cái gì cách nghĩ, cách sống của gì con người ta tùy theo từng chu kỳ, từng điều kiện hoàn cảnh lịch sử của quốc gia, của dân tộc, của đất nước, của loài người chúng ta. Chúng ta không thể ngồi ở trong gì ạ, mặc cái gì cái áo rách, ngồi trong cái am chanh mà chờ các Phật tử và đại đa số tầng lớp nhân dân đến mà gì mà lễ xuống dưới chân chúng ta mà cầu đạo như thời xưa hơn 2.500 năm trước Đức Phật Thích Ca các quý vị. Không có. Không có. Cũng không thể nào đem Phật giáo Việt Nam áp dụng cứ và chuẩn bị vào được. Giữa giờ ngọ là bưng cái bát gì đi khất thực,
mà hoằng pháp được các quý vị? Không có. Văn hóa Việt Nam chúng ta khác xa với văn hóa Ấn Độ truyền thống. Cho nên bây giờ chúng ta phải gì? Phải có chùa chiền, phải có tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường để an cư cho, để cho chư tăng gì? An cư. Các cụ chúng ta nói là có an cư thì mới gì? Mới lạc nghiệp. Có an cư thì mới lạc nghiệp. An cư tức là chỗ ở, có phải yên thì mới gì ạ? Mới hành đạo được. Ngoài đời chúng ta phải có nhà, có cửa, có đất, có cát thì mới gì? Mới yên tâm để làm ăn, mới để công hiến, công tác được. Tôi thử hỏi các vị có ai uống nước trắng mà đi gì ạ? Có ai uống nước trắng, ăn sắn luộc như thời chiến tranh mấy chục năm trước để đi bộ đội nữa không? Có không? Có ai gì? Có ai ăn cơm nhà vác tủ vả mà đi làm công an, làm bảo vệ an ninh trật tự như ngày xưa nữa không? Có không? Không có. Không có. Làm gì có nữa. Cho nên cuộc sống nó thay đổi, con người ta cũng thay đổi rất nhiều. Do đó, cái việc làm chùa, làm chiền bây giờ thì tất nhiên cũng có rất nhiều những vị sư, phải nói với chúng ta như thế, rất nhiều những vị sư bây giờ lợi dụng vào cái lòng tin của tín đồ Phật tử, lợi dụng cái vấn đề làm chùa, làm chiền để gì ạ? Để kiếm tiền đút túi. Có. Ngay dưới Phúc Thọ đây này, cách đây có hơn chục cây, quê của bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây ngày xưa, ở dưới cái gì Ban Dư Hiệp này, bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây ngày xưa, có một số doanh nghiệp nó cũng mộ bác ấy, thì rất là mộ đạo Phật, cho nên bác khởi xướng là gì, là xây dựng lại cái chùa cho dân. Đấy, dân đoán được cái ông sư Hổ Mang ở trong miền Nam ra. Tôi nói ông sư Hổ Mang vì nó không phải là sư. Dân tự đi đoán được ở đâu tôi không biết, không qua giáo hội Phật giáo của huyện Phú Thọ, Phúc Thọ, và cũng không qua giáo Phật giáo của tỉnh Hà Tây ngày xưa, tự đi đoán về. Về đó được đâu hơn tháng ấy. Thế là nhân dân kéo xuống nói với bác bí thư tỉnh. Bác bí thư tỉnh cho cái chủ trương là để xây dựng. Thế thì anh em ở sở văn hóa, các sở ban ngành vào cuộc để làm được cái giấy phép để cho xây dựng khôi phục lại cái chùa. Cái hôm động thổ có đến 4-5 ngàn người, đặc biệt là cái doanh nghiệp khắp tỉnh Hà Tây kéo về cúng dường nhiều lắm. Ngày đó, từ cái năm đó, cái năm 2004-2005 đó, mà các vị biết là theo nhân dân ghi sổ sách là bảo hơn 3 tỷ, cái ngày đó nó phải bằng hàng chục tỷ, hơn chục tỷ bây giờ các quý vị. Cái giá trị của năm 2003-2004, 3 tỷ nó bằng giá trị bằng 10-15 tỷ bây giờ. Tối lại, chiều lại, các Phật tử đếm tiền xong đưa cho sư cầm. Sáng hôm sau mọi người ra gì? Thấy phòng của sư không khóa. A-di-đà Phật, bạch thầy ạ, chẳng thấy nói gì, tìm hết cả chùa không thấy, gọi điện thì gì? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đấy. Báo công an đi tìm cái tên vị sư ấy, cái chùa mà vị sư ấy cung cấp cho, vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh á, điều tra. Các thầy trong đó bảo không có vị sư nào tên là như thế. Hóa ra gì? Cả dân, cả làng, vị sư Hổ Mang nói gì? Nó lừa cho một quả đau điếng. Quê của bí thư tỉnh Hà Tây ngày xưa đấy. Đó. Tôi là người được biết cái vụ đó vì cái đợt đó chúng tôi đã về đây rồi. Bạn chúng tôi có mấy thầy cùng học ở dưới đó, gần đó kể câu chuyện đó. Đấy. Có những vị sư lợi dụng vào cái vấn đề gì? Lòng tin của tín đồ Phật tử xây dựng để kiếm trác. Có đấy. Nhưng còn chúng ta vì đạo mà làm, chứ không phải vì gì, vì tiền mà làm, thì không có sợ. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là cũng hơi buồn một chút là cái vị đó lấy cái tên một ngôi chùa, lấy tên một cái ngôi chùa ở dưới Hải Dương ấy, là đi nói cái điều đó. Nhưng sau thì tôi xem lại thì thấy gì? Cái vị đó gì? Thường là đăng lên cái trên cái trang Facebook của cái vị đó là rất là nhiều cái thông tin là mời các Phật tử đến cái chùa đó để tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Mà người khuyến cáo các Phật tử về đó là tham dự Trung Phong Tam Thể Niệm, tức là tu theo pháp môn gì các quý vị? Pháp môn tịnh độ của chúng ta đang theo. Chúng ta tu tịnh độ
họ cũng tu tịnh độ. Chúng ta là quan Phật, họ cũng làm quan Phật. Mà quan Phật đó thì Đức Phật gì? Các tổ dạy với nhau thì thấy chư Tăng làm việc tốt thì phải gì ạ? Phải biết tùy gì? Biết tùy hỷ. Các tín đồ Phật tử chúng ta thấy các bạn hữu của mình làm được cái việc tốt cho đạo, cho đời thì cũng phải nên tùy gì? Tùy hỷ. Mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền là thế nào nhỉ? Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công gì? Công đức. Đúng không? Cho nên á, tôi cứ thấy chùa nào mà xây dựng gì, chùa to Phật lớn hoằng pháp độ sinh là tôi vui mừng, tôi hỷ, tùy hỷ đã. Tôi tùy hỷ trước. Mình phải khởi cái tâm tùy hỷ thì mới đúng với lời Phật dạy. Đừng có gì, đừng có nguyền rủa, đừng có chửi mắng họ, và đừng có gì ngồi một chỗ các cụ nói là ếch ngồi đáy giếng mà gì chê trách người này người nọ người kia. Trong kinh Pháp Hoa nói rồi, người hành Bồ Tát đạo không nhìn lỗi của người, không nói lỗi của người, và không, đặc biệt là không được đi gì đố kỵ những việc làm tốt của người. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng người tu chúng ta bây giờ khó lắm. Không phải cứ làm việc tốt là mọi người công nhận đâu. Mà chúng ta, thậm chí chúng ta gì, cũng chẳng cần ai công nhận làm gì cả, kệ họ, việc chúng ta làm. Nhưng mà chỉ thương cho toàn những người đồng đạo với nhau, lại không hiểu được. Người ở trong đạo mà đi nói như thế thì khiến cho ngoại đạo người ta gì. Cho nên chúng ta mới thấy từ đầu năm tới giờ có mấy cái đợt mà truyền thông nó gì, nó tập trung nó đánh vào Phật giáo chúng ta là như thế. Đầu tiên là đánh vào cái vấn đề gì? Vấn đề lễ dâng sao ở giải hạn ở chùa Phúc, Phúc Khánh, đúng không? Sau đó là đánh đến cái vụ là xây chùa to cảnh lớn như chùa Bái Đính và chùa gì? Chùa gì vừa qua mà tổ chức Vê Sắc nhỉ? Tam Trúc Ba Sao. Sau đó mới gì đến gì? Đến Ba Vàng. Đó, chúng ta thấy. Và các Phật tử chúng ta nếu mà không biết, không hay, vô tình lại cứ đi lên trên gì, trên trang mạng xã hội để bình luận và để chia sẻ và nói là gì, chùa to Phật lớn là tốn kém của nhà nước, của nhân dân thế này thế khác. Ngoại đạo nó vỗ tay nó mừng đó. Các tôn giáo khác nó vỗ tay nó mừng đó. Chính chúng ta là gì? Lại đi gì? Đi đánh lẫn nhau. Cho nên gì? Báo chí là một phần thôi, còn tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta là yếu nhân quan trọng ở trong cái gì? Trong những cái vụ việc vừa rồi. Chúng ta không biết bảo vệ đạo pháp, bảo vệ gì? Giáo hội của chúng ta, là chúng ta bị mắc bẫy vào một số những kẻ xấu. Thậm chí là ảnh bên ngoài nó cứ đăng tin là gì? Là tăng ni, là Phật, là Bồ Tát đó. Nhưng bên trong nó toàn bình luận là những cái lời nói xuyên tạc, sai với gì? Định hướng của giáo hội, sai với đường lối của giáo hội, sai với cái việc làm của tăng ni chúng ta, đối với đạo pháp, đối với dân tộc, đối với đất nước. Mà thậm chí gì, thời của Đức Phật á, chúng ta biết nó còn cài cả sư vào để làm gì ạ? Cài cả những cái ngoại đạo vào làm sư ở trong đó để phá Phật nữa cơ mà. Cài vào đó. Một số các tôn giáo á, Phật thì mạnh quá cho nên gì, nó không làm gì, nó tức gì, nó cho con cho cháu nó vào gì, cạo tóc làm sư, 2-3 năm sau phá giới, 2-3 năm sau cãi nhau, 2-3 năm sau gì, 2-3 năm sau gì, chia bè, xẻ cánh, chống lại với nhau, làm cho Phật cũng không thể quản lý được nữa, không thể nói được họ nữa, vì mục đích của họ vào đạo không phải để cầu giải thoát giác ngộ, mục đích của họ vào để gì? Để phá Phật. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cái đấy đầy rẫy các quý vị, đầy rẫy. Đầy rẫy những người vào trong đạo để không phải vì mục đích cầu đạo, mà vào để gì? Cái lợi ích riêng của họ. Có những người vì mục đích chính trị, có những người vì mục đích gì? Tôn giáo. Họ vào dăm 3 năm, 5-7 năm, chục năm, khi mà họ làm có uy tín rồi á, tự nhiên thì họ phá đạo một cách là gì? Làm cho ấy, Phật giáo của chúng ta mất đi những niềm tin ở trong nhân dân,
mất đi những niềm tin đối với Đảng, đối với nhà nước, đối với các cấp chính quyền, lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy cái này chúng ta phải tỉnh táo. Chứ không phải thấy ông sư nào cạo tóc, mặc áo, phá giới, làm ra chuyện gì rầm rộ này nọ cũng là gì ạ? Cũng là sư thật, cái tâm vào đạo, cầu đạo trong giáo hội đâu nhé. Không phải. Có những ngôi chùa ở trong miền Nam vừa qua đó, trong cái ngày gì đặt bát cúng dường chay tăng, nó cho mấy ông sư giả giáo hội điều tra ra mấy ông sư gì không có giấy tờ, không có một cái gì cả, mà không có giấy tờ tùy thân, không có chứng điệp, không có thẻ căn cước tăng ni, tức là sư gì? Sư giả. Cái ngày hôm đó gì? Cái ngày thiêng liêng, cái ngày đặt bát của chư tăng, nó vào nó đánh nhau. 5-7 ông nó đánh nhau lúi tu bụi lên và gì? Nó quay phim đưa lên mạng, sư đánh nhau. Chúng ta thấy không? Đấy là một cái thủ đoạn chính trị, thủ đoạn đê hèn, thủ đoạn bẩn thỉu của chính trị. Đó. Chúng ta phải tỉnh táo để biết những cái đó. Cho nên ở đây, các Phật tử chúng ta nếu sau này có đọc tin tức hay cái gì gì đó, chúng ta cũng đừng có vội bình phẩm cái gì lên trên đó. Nghe để biết vậy thôi. Biết vậy. Đừng có cuồng phong bão táp lên thì trên cái mạng xã hội, cái mạng ảo đó lắm làm gì. Cái khi mà tụng kinh Địa Tạng á, buổi chiều nay thì Thầy sẽ lên tụng kinh với chúng ta, chủ sám cho chúng ta tụng chậm thôi cho tất cả mọi người cùng đọc được. Những Phật tử mà đọc quen rồi á, thì cũng hoan hỷ. Chiều nay chúng ta phải đọc chậm lại tí cho tất cả 4-5-6-7 ngàn người á, đến dự lễ Vu Lan cầu siêu cho gia tiên á, kỷ huyền thất tổ đó, thì chúng ta thì cùng đọc với nhau. Mà đặc biệt ở trong pháp hội này, chùa chúng ta từ trước đến nay, nhưng hôm nay cũng phải nhắc lại cho một số người mới đi, pháp hội của chúng ta là không dùng những đồ cúng giả nhé, tức là không dùng đồ vàng mã, không dùng tiền vàng mã bằng giấy, mà chỉ dùng cái tâm thành thôi. Có điều kiện thì mua gì bộ quần áo thật, ra ở ngoài các cửa hàng, ở ngoài cửa chùa mua những cái bộ quần áo thật, nó bán rẻ thôi mà, để cúng thì cúng xong á lại để lại đó. Đến tháng 10, tháng 11 bắt đầu vào mùa rét, chúng ta đem đi làm gì nhỉ? Đem đi làm từ thiện cho các bà con ở dân tộc vùng cao. À, như vậy chúng ta cúng ngày hôm nay cho các cụ, để mình cúng bằng gì? Bằng cái tâm, để cho chúng ta an. Còn cái vật phẩm đó chúng ta không đem đi đốt đâu, mà gì đem để lại đó, đóng gói cẩn thận, và tháng 10 đầu mùa rét chuyển lên vùng cao, chuyển lên Điện Biên hoặc Hà Giang hoặc Lai Châu, các tỉnh vùng cao chuyển lên bao nhiêu hết bấy nhiêu, mà quần áo mới mà, không phải đồ cũ. Chúng ta cúng đồ cúng thì như thế. Còn cái đồ cúng cho các vong linh thai nhi, các Phật tử chúng ta nên, những người mà ngày xưa nạo phá thai hoặc có các vong linh thai nhi á, thì nên có gì mấy cái hộp sữa, hộp sữa ra mua một cái dây sữa bé bé đó, của nhỏ nhỏ đó, nó có đôi chục nghìn, 20 nghìn gì đó thôi. Chắc là điều kiện kinh tế bây giờ không đến nỗi mà gì ạ, 10-20 nghìn không có nữa, đúng không? Dễ thôi, không cần phải nhiều, gọi là có thôi. Các vị cứ gì, cứ thành tâm mua vào để dưới cái hai cái đàn lễ hai bên đó. Quần áo cũng vậy. Còn các gia đình nào mà đến mà chưa kịp viết sớ hoặc là không biết á, thì nên ra viết sớ. Sớ là gì? Tôi lấy một cái ví dụ gì, giống cái tấm vé để cho mình vào xem phim á, hoặc lấy một giống cái tấm vé để cho mình lên máy bay để bay đi gì? Đây đi bay từ nơi này sang nơi kia á, giống như chiếc vé để mình lên xe buýt á. Hiểu chưa? Thì quy định nhà chùa thì các quý thầy và các đặt ra là viết sớ để làm lễ cầu siêu cho các cụ, thì chúng ta cứ viết sớ, không phải lo tiền nong đâu. Nhà chùa chúng ta từ xưa nay viết sớ có phải bắt đóng tiền đâu mà lo, tùy tâm. Có thì 50, 100, mà không có thì trả đồng nào cũng được. Viết xong rồi vái Phật 3 cái A Di Đà Phật, thế là xong, không nặng nề. Vì chùa của chúng ta là xây dựng lên để phục vụ gì? Nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Cho nên các Phật tử cứ hoan hỷ. Ai chưa viết sớ thì khi nghỉ giải lao thì ra viết sớ cho các cụ, cho đàng hoàng. Viết sớ cho gì các cụ
đã mất rồi, các vong đã mất rồi, gọi cầu siêu, viết sớ cầu an cho gì, cho người thân còn sống ở trong gia đình của mình.